Hôm trước Thành có giới thiệu với anh em một cái combo FatMax của Stanley mới ra, đó là SPD 715, lực 60 Nm, và Thành đã thấy rất ok rồi. Mức giá phải chăng, tầm khoảng 3 triệu mốt mấy chục đó. Tuy nhiên hôm nay Thành thấy có một combo cũng cực kỳ ngon và hời luôn, mạnh tới 80 Nm, tức là hơn DCD 796 đó. Tới 80 lần nha anh em, rất là mạnh luôn á. Và hai pin 4 chấm, không có như cái combo 715 thì là hai pin 2 chấm thôi, combo này tới hai pin 4 chấm luôn. Nhìn cái máy rất là lực, và mức giá của combo này hiện tại chỉ có 3.8 triệu thôi, 3.8 triệu nha anh em. Lên một khúc và pin tăng 2 ampere giờ mà giá lên có 600k thôi, tính ra là ngon. Chi tiết như nào chúng ta hãy cùng đi xem tiếp nhé. Combo này có những gì ạ? Đây, Thành đã để hết ra đây rồi nè. Một thân máy nè, một pin lắp sẵn, thêm pin nữa, cục sạc đó. Và Thành đang xài cục pin này để mà tí xíu test thử. Thì lúc mà sạc đó thì cái đèn này nó sẽ nháy nháy như vậy nè. Còn khi mà sạc đầy rồi á thì cái đèn này nó sẽ sáng luôn, nó không nháy nữa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có cái gì ạ? Một cái móc này nè. Cái móc này để móc vào lưng quần và chưa lắp, anh em mua về có thể lắp hoặc là không, tùy anh em. Rồi chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng phiếu bảo hành ở đây. Anh em nhớ kích hoạt bảo hành điện tử nhé. Bảo hành chính hãng 2 năm cho thân máy. Pin sạc thì 1 năm. Đó. Và Thành công bố luôn thông số kỹ thuật của máy này nè. Máy này thì có tốc độ không tải tối đa lần lượt ở hai chế độ, đó là 600 và 2001 vòng trên phút. 2001 là một mức tốc độ rất là nhanh so với một cái con khoan pin thông thường nha anh em. Lực xoắn thì lên tới 80 Nm, đầu kẹp thì cũng kẹp từ 1.5 tới 13 mm, và khả năng khoan trên thép, gỗ và tường gạch lần lượt là 13, 40 và 13 mm. Về thiết kế thì anh em có thể thấy ở đây máy khá là gọn gàng ha. Đó. Có búa rất là ổn, các cái chi tiết thì được làm rất sắc sảo luôn, không như những đời trước. Đời này làm sắc sảo hơn nhiều và cái tổng thể nhìn rất là đẹp nha. Không thua gì DeWalt, Thành thấy rất là đã, nhìn ngon ha. Mập mạp, cứng cáp. Đó, không chổi than, brushless. Tiếng kêu này kia khá là giống DeWalt luôn. Tại vì DeWalt và Stanley là cùng một mẹ mà. Cũng có cái tiếng thắng cạch cạch y như là 796 hay là 996 luôn nè. Ok cho anh em. Cái thân máy này thì nặng 1,2 kg, còn cái cục pin này thì khoảng 600 g. Tổng combo này rơi vào khoảng tầm 1,8 kg, không quá nặng. Với một cái lực xoắn lên tới 80 Nm thì nó sẽ đáp ứng được rất là nhiều cái công việc cho anh em, kể cả vặn những con vít cứng. Tí xíu Thành sẽ test cho anh em coi. Còn bây giờ giới thiệu sơ về cái cấu tạo thì nó sẽ có một cái cò điều tốc này. Công tắc đảo chiều ở đây. Rồi trên đây chúng ta sẽ có một cái công tắc đổi chế độ, cũng y như những cái khoang khác thôi ha. 1 và 2, chậm và nhanh, mạnh và yếu. Ở đây thì chúng ta có cái vòng vặn chỉnh cấp khi mà chúng ta muốn vặn vít hoặc là chúng ta muốn khoan. Đây là khoan thường, đây là khoan búa. Cái đầu kẹp thì là bằng kim loại và rất là chắc chắn. Auto lock ngon lành. Phía sau này thì là khối động cơ không chổi than và nó khá là gọn gàng ha anh em ạ. Rất là gọn. Máy có một cái đèn led nho nhỏ ở đây. Và cục pin này thì build rất chắc chắn, cũng khá là khít, có một cái nút báo dung lượng. Cơ bản là vậy thôi ha. Đầu tiên Thành sẽ thử test khoan bê tông với cái máy này. Đây là một cái cục bê tông đá xanh nha anh em, chứ không phải là bê tông thông thường. Đây anh em có thể nhìn thấy có những cái cục đá ở bên trong nè. Thành khoan qua những cục đá này và
Đây là một cái mũi khoan 10 ly và nó ăn xuống cũng khá là ngọt ha anh em. Bây giờ Thành sẽ chuyển qua khoan gỗ. Đây là một cục căm xe và một cái mũi khoét 27mm. Thì anh em có thể thấy là tốc độ khoan cũng nhanh chứ không có chậm nha, chứng tỏ đây là một cái khoan mạnh. Căm xe là một loại gỗ khá là cứng chứ không có phải mềm như là gỗ thông các thứ, nên là khoan qua nó vất vả hơn gỗ thông rất là nhiều. Còn bây giờ sẽ test bắn vít. Đây là một cái mũi vít 7 phân. Tuy nhiên là Thành bắn những cái cục gỗ căm xe này thì nó hơi nhỏ cho nên là nó tét hết. Đây anh em có thể thấy nè, tét hết trơn à. Anh em thấy sản phẩm vừa rồi như thế nào ạ? Có thích hay không thì hãy comment lại bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em cứ để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Còn nếu như anh em muốn mua máy thì anh em có thể chat Zalo trực tiếp với lại Kết Nối Tiêu Dùng. Đây bằng cách là anh em vào Zalo nè, tìm kiếm Kết Nối Tiêu Dùng và bấm quan tâm, sau đó thì chat với nhân viên của mình Thành. Hoặc anh em đặt hàng trực tiếp ở trên website ketnotiêudung.vn, cũng có thể gọi vào số hotline ở đây. Hoặc là anh em tới trực tiếp và chi nhánh của Kết Nối Tiêu Dùng ở cái danh sách thì Thành sẽ để ở cuối video luôn nha anh em, có số điện thoại các thứ. Và trước khi tới thì anh em nhớ gọi để chắc chắn là có cái hàng mà anh em cần, tránh trường hợp nhiều anh em tới mà không có hàng rồi ra về thì rất là buồn ha. Thành cũng rất là buồn vì chuyện đó. Bởi vì anh em biết sao không, máy móc thì nó vô cùng nhiều, mỗi hãng có tới hàng ngàn, hàng chục ngàn sản phẩm, và có rất là nhiều hãng như vậy cho nên là sẽ rất là khó có hết tất cả các loại mặt hàng mà anh em cần. Cho nên là trước khi tới anh em nhớ gọi ha, cho chắc. Nếu thích video này thì anh em nhớ hãy cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai của Kết Nối Tiêu Dùng. Xin chào và hẹn gặp lại.